Tiếp tục chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024, chiều nay Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long phối hợp với vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long với các doanh nghiệp phân phối. Tham gia hội nghị có hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và kinh doanh phân phối trong và ngoài tỉnh, cùng 12 đơn vị nhà phân phối là hệ thống siêu thị, các chợ đầu mối, các sàn thương mại điện tử. Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ, thảo luận, đồng thời gợi mở, đề xuất nhiều giải pháp nhằm góp phần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc sản truyền thống các địa phương có thể tiếp cận, mở rộng thị trường và tiến sâu vào các kênh phân phối hiện đại. Với những trao đổi thảo luận tại hội nghị cùng các hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm trong khuôn khổ hội nghị đã góp phần đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội giao thương, kết nối giữa các nhà cung ứng và doanh nghiệp phân phối cho tỉnh Vĩnh Long nói riêng và các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi để sản phẩm hàng hóa các tỉnh đến tay người tiêu dùng cả nước, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển kinh tế trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế. Dịp này, nhiều doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long cùng các nhà phân phối đã ký kết ghi nhớ thỏa thuận hợp tác tiêu thụ sản phẩm.